Chào các bạn, chúng ta bắt đầu cái buổi livestream tối hôm nay. Hôm nay mình nói các bạn chủ đề là ta không có nhiều thời gian đâu, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian. Và chính vì chúng ta không có nhiều thời gian sống trên đời này nên chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian của mình. Và tối hôm nay mình sẽ dành khoảng 30 phút để bàn thảo về cái chủ đề rất là quan trọng này. Và ta không có thời gian, và đó là lý do mà chúng ta cần phải quý nó, quý từng giây một, từng phút một. Và tại sao mình nói chủ đề này? Bởi vì năm nay mình cũng đã 43 tuổi rồi, và hơn ai hết đã, nếu mà tính ra cuộc đời thì mình đã, nếu mà tính ra sống được 80 tuổi, 80 tuổi là hay lắm các bạn. Trung bình người Việt của chúng ta là sống 70 tuổi là hết rồi. Thì mình cũng sẽ, mình hơn nửa cuộc đời bắt đầu mình cũng chiêm nghiệm ra rất là nhiều điều. Nên tối hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà nó vô cùng quan trọng, mà phần lớn về một cái chủ đề mà nó vô cùng quan trọng, mà phần lớn á, những người còn trẻ, những người mà chưa chưa về 50 60 tuổi có lẽ là chúng ta không có nhận ra. Và chương trình cũng mới vừa bắt đầu vài phút thôi, chưa được mới có hơn 1 phút 1. Vậy thì bây giờ các bạn hãy giới thiệu về các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment cho mình cái số giới thiệu họ tên, người bạn ở đâu, kinh doanh lĩnh vực gì, làm lĩnh vực gì, để tất cả mọi người cùng nhau kết nối. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì comment số 1 để mình cũng biết lần đầu tiên biết mình á. Cảm ơn Facebook, cảm ơn Google, cảm ơn kênh YouTube đã giúp cho chúng ta trên khắp mọi miền đất nước chúng ta kết nối với nhau, chúng ta làm quen với nhau. Và bây giờ và tiếp theo nữa là khi mà chúng ta đã nghe livestream rồi thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để gì à, để một lần nữa các bạn nghe lại, các bạn thấm hơn, một lần nữa các bạn như thế nào gieo cho những người bên cạnh của mình, những người thân yêu của mình, họ nghe được những cái suy nghĩ, những triết lý tuyệt vời này thì họ như thế nào họ có chút thay đổi gì đó và cuộc sống nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau giới thiệu nhau cho đi ạ. Vậy thì hôm nay mình nói cái chủ đề là chúng ta không có nhiều thời gian. Tại sao mình nói cái chủ đề này? Bởi vì các bạn biết là năm nay mình cũng đã, cho tới giờ này thì mình cũng đã 43 tuổi rồi, các bạn biết. Thì càng về những năm về sau này thì mình có cái suy nghĩ nó triết lý hơn, mình sống có lẽ triết lý hơn. Chào bạn Vàng Lê. Vâng, mình triết lý hơn, mình mộng mơ nhiều hơn. Ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì mình phát hiện ra mình sống được nửa cuộc đời người rồi. Nếu mà trên cái hành trình đi về đích á, thì mình phát hiện ra là mình cũng đã đi được nửa chặng đường rồi. Gọi là cái chặng đường cuộc sống, nôm na là gọi nó như vậy đi. Gọi là chặng đường cuộc sống. Thì mình cũng đã đi hơn nửa rồi, phiêu lưu nửa rồi. Nên là cũng có một cái gì đó nó thấm thấm, nó có một cái chút gì đó nó chiêm nghiệm ra, và nó có một cái chút gì đó rằng là chúng ta cần phải biết là chúng ta cần phải làm cái gì. Và chính các bạn sau này cũng vậy thôi. Những người xem livestream này, các bạn có thể trẻ hơn mình 10 tuổi, 20 tuổi, cũng có thể là các bạn lớn tuổi hơn mình, hoặc có thể là các bạn gần mình. Nên là gần đây tự nhiên mình quý thời gian lắm. Quý thời gian như thế nào quý thời gian để lo những điều hữu ích hơn. Điều đó có nghĩa là gì Điều đó chúng ta, mình không có dành thời gian cho những người làm mất thời gian của mình, nghĩa là những người tiêu cực. Hơi đâu mà chúng ta dành thời gian cho những người tiêu cực. Mình không dành thời gian cho những người tiêu cực. Hơi đâu mà nghe nói những người tiêu cực. Hơi đâu mà dành hàng giờ ra bàn luận cái chuyện chính trị, để mấy ông làm đi. Mình đọc tin mình biết được rồi. Cũng hơi đâu mà mình dành hàng giờ để ngồi cùng nhau ly bia rồi bàn đàm tếu việc này việc kia, trong khi cái cuộc sống của mình thì nó vẫn chưa tốt. Cuộc sống của mình thì nó chưa đâu tới đâu. Nhà cửa gia đình con cái thì không có điều kiện mà ngồi tới là khoe ta biết ông này ta biết ông kia. Rồi tốn hết cả đêm, cả buổi tối, chừng cuối cùng nó cũng chả được cái hữu ích gì. Mình không muốn
phí thời gian cuộc đời mình cho những cái việc đó các bạn ạ. Mình không muốn bỏ lỡ, bởi vì mình muốn dành cái thời gian đó là để chúng ta còn thời gian ngắn lắm để chúng ta sống. Chúng ta sống được cái gì, chúng ta hiểu được cái gì ở trên cuộc đời này. Ông trời đã sinh cho chúng ta ra được 40 năm rồi, thì chúng ta hiểu được cái gì ở trên đời này, chúng ta còn học thêm được cái gì, chúng ta còn biết được yêu thương được cái ai, chúng ta còn chiêm nghiệm ra được điều gì. Thời gian đâu có nhiều đâu mà dành để nói những lời tiêu cực, những cái lời phán xét, những cái lời không hay. Chúng ta hãy gì ạ? Hãy dành thời gian để trao đi cái yêu thương nhiều hơn, dành thời gian chiêm nghiệm về cuộc đời mình, dành thời gian để gì ạ? Để chiêm nghiệm cái giấc mơ của mình, xem thử mình có dám mơ chưa. Dành thời gian để nghĩ về ba mẹ của mình, dành thời gian để nghĩ về những cái đứa em của mình, anh chị em của mình. Dành thời gian để suy nghĩ rằng là chúng ta đã sống được cuộc đời rồi, chúng ta đã làm những điều gì hữu ích cho gia đình của chúng ta chưa. Hay là chúng ta là một người chồng trong gia đình 40 tuổi đời, 50 tuổi đời rồi mà như thế nào làm tiền bạc mới có vài đồng mà cuộc sống thiếu thốn, nhưng mà ngồi với nhau xuống thì như thế nào bàn tán chuyện to chuyện lớn, nhưng mà chừng cuối cùng hành động thì không có bao nhiêu hết. Và mình cũng dành những cái thời gian đó để gì để tìm kiếm những cái niềm vui nhẹ nhàng trong cuộc sống. Dành thời gian đó để gì để viết sách. Dành thời gian đó để trao đổi chia sẻ những cái kinh nghiệm cho những cái thế hệ sau. Vậy thì vừa rồi mình kể cho bạn một số những cái câu chuyện nó như vậy, những cái cách suy nghĩ của mình nó như vậy, thì các bạn có cảm giác ra điều gì trong cái cuộc sống của các bạn không ạ? Bạn có cảm giác ra điều gì? Bạn có cái suy nghĩ gì? Bạn có trăn trở gì không ạ? Nếu mà năm nay bạn 30 tuổi thì thoát một cái bạn sẽ bằng mình bây giờ thôi. Cái hành trình cuộc sống chúng ta đi về đích, sống đến năm 60 tuổi, 70 tuổi là nó cũng hết rồi. Và mình cũng quan sát được rằng tất cả những người thành công, họ đều có một cái cuộc sống nó rất là hữu ích. Tất cả những người thành công mà mình gặp được, cũng như là mình đọc sách mình biết được tất cả những người thành công đó, thì họ thường gì họ thứ nhất là họ biết cách lo cho cuộc sống của họ nó tốt hơn, nó tốt đẹp hơn. Cái cuộc sống lúc mà họ còn đang sống, họ lo cuộc sống họ rất là tràn đầy, nó rất là đầy đủ. Họ được dù họ xuất phát là ở những gia đình có thể là rất là nghèo khổ, họ xuất phát điểm rất là có thể là không bằng nhiều người, nhưng mà càng sống thì cái cuộc sống gia đình họ càng rất là tốt, cuộc sống vật chất họ rất là tốt. Họ biết dành thời gian cho gia đình của họ, họ biết tạo ra giá trị, họ biết tạo ra những đóng góp cho cộng đồng, họ biết chấp nhận những cái rủi ro để thử thách con người mình trong khả năng có thể được. Họ dám, chứ họ không đứng y một chỗ, họ không có phải là sợ chết, họ cũng không phải là sợ phải thay đổi. Họ luôn chấp nhận rủi ro trong một khả năng có thể. Mà mình hay nói cái ngôn từ rằng là nếu chúng ta có thất bại đi nữa, chấp nhận rủi ro mà chúng ta thất bại đi nữa, thì chúng ta hãy thất bại một cách rất là thanh lịch, tức là té một cách vô cùng thanh lịch, té một cách rất là nhẹ nhàng, chứ không có phải té một cái té nó rất là đau. Họ biết cách có những cái hành động tử tế, những cái cuộc sống rất là tử tế với những người chung quanh mình. Họ biết cách cho đi những cái món quà, chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái lời yêu thương đơn sơ, nhỏ bé với những người bên cạnh của mình. Và nó như thế nào họ cũng biết dành tình yêu thương, ok chưa? Tình yêu thương vô bờ bến cho ai cho gia đình của mình và những người chung quanh của mình. Vậy thì bạn cứ suy nghĩ đi, nếu ngay bây giờ mà bạn có được cái suy nghĩ nó như vậy, thì các bạn thấy là ngay từ trẻ chúng ta có được suy nghĩ nó vậy, thì bởi vì kết quả tương lai của chúng ta chính là cái những cái gì chúng ta hành động ngày hôm nay mà, và những gì chúng ta hành động ngày hôm nay chính là kết quả của chúng ta trong quá khứ mà. Mình một lúc nào đó, một hồi nào đó mình nhớ mình đọc ở đâu một cái câu rất là hay, là họ nói rằng là họ nói một cái câu rất là hay, trồng cây tốt nhất là trồng cây cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm đó là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta trồng cây.
Và trồng cây tốt nhì là trồng cây ngay bây giờ, trồng cây ngay bây giờ. À, đúng chính xác nó như vậy các bạn. À, những người hối tiếc là những người họ không chịu trồng cây và họ cứ ngồi họ nuối tiếc thôi. À, mình cũng nhớ là mình có được cái thành quả ngày hôm nay là do trước đây 20 năm mình cũng đã ra ý thức ra được cái việc này. Các bạn nên nhớ là trước đây 20 năm cái chỗ quận 2 này, cái khu mình đang ở này. À, trước đây 20 năm thì một miếng đất, một mét vuông đất ở đây nó chưa tới 1 triệu một mét vuông. Và sau 20 năm thì nơi đây đã bây giờ khoảng 200 triệu một mét vuông. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Trước đây 20 năm bạn mua bạn có 1 tỷ đồng để bạn mua đất ở chỗ này, thì bây giờ bạn đã có là 200 tỷ đồng rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Người ta nói là trồng cây tốt nhất là trồng cây đó đây 20 năm, và trồng cây tốt nhì là trồng cây ngay bây giờ. Vậy thì cái kết quả hôm nay chúng ta có là bởi vì cái quá khứ cách đây 20 năm bạn có trồng đâu. Thì là bây giờ làm sao bạn có mà bạn cứ đòi có. Và những người mà không có thành quả trong cuộc đời này thì họ cứ đòi là họ làm được liền. Họ đòi họ làm được liền các bạn ạ. Họ muốn ra là họ muốn có liền đó. Họ muốn ra kinh doanh là họ muốn hôm nay kinh doanh là 3 tháng nó giàu đó. Các bạn biết không? Đó là những người mà họ làm không được đó. Rồi 3 tháng nó không giàu cái họ thất quá. Họ đau khổ. Họ nói là họ không có số, có duyên phận, họ không có chịu gieo trước. Họ không có chịu gieo trước. Và bạn nào đó mà bây giờ mà các bạn chấp nhận gieo ngay bây giờ thì 20 năm sau bạn an tâm đi, doanh nghiệp của bạn nó cũng lớn à. Bạn không nó muốn lớn nó cũng lớn à. Nên là chúng ta hãy hướng đến cuộc sống tốt đẹp ngay từ hôm nay. Trong suy nghĩ chúng ta tốt đẹp thì hành động của chúng ta tốt đẹp. Mỗi phút giây của chúng ta tốt đẹp. Các bạn nói nè, mỗi giây các bạn tốt đẹp thì mỗi phút các bạn nó tốt đẹp. Tại vì mỗi phút nó cấu tạo nên mỗi giây. Và mỗi phút các bạn tốt đẹp thì bạn sẽ có một giờ tốt đẹp. Và nếu mà mỗi một giờ các bạn tốt đẹp thì bạn sẽ có một ngày tốt đẹp. Và mỗi một ngày tốt đẹp thì các bạn sẽ có gì ạ? Các bạn sẽ có một tuần tốt đẹp. Và mỗi một tuần tốt đẹp thì các bạn sẽ có một tháng tốt đẹp. Và mỗi một tháng tốt đẹp thì bạn có một năm tốt đẹp. Và mỗi một năm tốt đẹp thì bạn sẽ có 5 năm tốt đẹp. Bạn hình dung chưa? Và 5 năm tốt đẹp thì bạn sẽ có 20 năm tốt đẹp. Và điều đó có nghĩa là cuộc đời bạn nó tốt đẹp. Vậy thì chúng ta hãy hướng cái cuộc sống tốt đẹp ngay từ bây giờ. Hãy hướng nó ngay từ bây giờ. Và để hướng đến bây giờ thì các bạn phải có cho mình những cái câu hỏi, những câu hỏi rất là sâu sắc. Nó liên quan đến mục đích cuộc đời của bạn, nó liên quan đến hành trình cuộc đời của các bạn. Bạn còn càng có một cái câu hỏi rất là sâu sắc thì nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ và cái triết lý của bạn nó rất là sâu sắc. Bởi vì sao Bởi vì sao Bởi vì ok giờ tính cách nổi trội của bạn, cái con người của bạn nó được bộc lộ khi nó có những câu hỏi nó đủ mạnh, nó chạm vào phía bên trong của bạn. Mình ví dụ mình đã từng hỏi một bạn rằng, mình nói là cái thu nhập của bạn hiện tại bạn đang có nó có xứng đáng với cái trình độ và cái kiến thức của bạn mà bạn đã học không ạ? Bạn nói là không xứng đáng. Vậy thì bạn có nhận ra và bạn có chấp nhận ngồi đó không ạ? Bạn nói là em đã nhận ra rồi và bạn đó tự nhiên bạn thay đổi. Các bạn thấy một cái câu hỏi hay nó chạm vào phía bên trong của chúng ta. Nó chạm vào phía bên trong ta và giúp cho chúng ta đột biến. Các bạn phải nhận ra cái điều đó. Và tất cả những người thành công họ đều nghiền ngẫm những cái hành động của họ. Bạn có chịu nghiền ngẫm cái hành động của mình chưa? Tất cả những người thành công họ đều có cái thói quen này. Họ nghiền ngẫm những cái hành động của họ. Họ nghiền ngẫm nó như thế nào? Họ suy nghĩ rằng cái hành động mình làm đó nó có đạt được cái điều gì tốt đẹp cho cuộc đời này không? Họ nghiền ngẫm những cái mà họ làm mỗi ngày đó nó có mang được những điều hữu ích cho cuộc sống này không? Họ luôn nghiền ngẫm. Còn những cái người mà họ không đạt được thành quả trong cuộc sống á thì họ làm cảm tính mỗi ngày, họ làm phản xạ mỗi ngày. Họ không có nghiền ngẫm từng cái hành động một của mình. Họ không có chịu đầu tư vào đó. Bởi vì họ thiếu những cái câu hỏi rất là sâu sắc. Họ thiếu những câu hỏi sâu sắc.
Họ thiếu được câu hỏi là hôm nay mình đã sống được bao nhiêu tuổi rồi, mình đã đi đến đâu cái hành trình cuộc đời của mình rồi. Chắc chắn các bạn biết chắc rằng các bạn sống cùng lắm 5, 6, 80 tuổi thôi. Người nào hơn lắm sống hơn một chút xíu. Còn thường thường 70 tuổi là chúng ta đã như thế nào à? À, chúng ta đã về vườn rồi. Chúng ta đã về vườn rồi các bạn à. Cái điều này là cái điều chắc chắn. À, vậy thì cái vấn đề ở đấy nó là cái gì ạ? À? À, các bạn sẽ có những cái câu hỏi mà nó xuất sắc thì các bạn sẽ có những cái câu trả lời rất là tuyệt vời. Các bạn có cái câu hỏi hay thì các bạn sẽ có cái câu trả lời hay. Và bạn có cái câu trả lời hay thì bạn sẽ có những cái quyết định hay. Và bạn có những cái quyết định hay thì nó làm cho tư duy của bạn nó cực kỳ thông suốt. À, và tư duy của bạn nó thông suốt là cái cơ sở rất là tuyệt vời, là cơ sở rất là quan trọng để bạn hành động. Bạn hành động bằng mọi nỗ lực của mình để bạn đạt được những cái mục tiêu rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. À, vậy thì với mình sau những năm tháng, bây giờ sống mà đi hơn nửa hành trình cuộc đời rồi. À, sau những năm tháng đi trong hành trình cuộc đời thì mình cũng có nghi ngẫm. À, chào bạn Tuyết Phạm. Mình cũng nghi ngẫm, mình nghi ngẫm được nhiều điều. À, nhiều điều. Mình cũng suy tư được những cái khía cạnh nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn 5 cái câu hỏi, 5 cái câu hỏi. Và nếu mà bây giờ các bạn chịu khó, các bạn ghi ra 5 cái câu hỏi này, bạn xem là bạn đang hỏi các bạn đi. Bạn ghi ra 5 câu hỏi này, bạn lấy giấy ra, bạn ghi nó. Và tối hôm nay, ok chưa? Tối hôm nay à, mà bạn như thế nào à, bạn trả lời được nó, ok chưa? Thì tự nhiên bạn sẽ có sự thay đổi đó. Cái sự thay đổi của bạn nó cũng sẽ khá lớn đó. Cái sự thay đổi của bạn nó cũng sẽ rất là mạnh mẽ đó. À, và các bạn có sẵn sàng cho những cái câu hỏi nó rất là quan trọng cho hành trình cuộc đời của mình chưa ạ? Mình nghĩ là nó rất là quan trọng các bạn ạ. Các bạn nghiêm túc, người nào mà nghiêm túc với cuộc đời của mình thì cuộc sống nó cũng sẽ nghiêm túc các bạn ạ. À, và trước khi mình trao cho các bạn 5 cái câu hỏi này thì mình dành lại một ít phút để mình quảng cáo sơ về mình. Hồi nãy giờ mình live stream cũng đã được 17 phút rồi, chuẩn bị bước sang phút thứ 18 rồi. Vậy thì mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 43 tuổi, mình là người mình là người gốc từ tỉnh Khánh Hòa. À, mình người gốc từ tỉnh Khánh Hòa, mình ở Cam Ranh. Và mình vào Sài Gòn này cũng được 20 mấy năm rồi. Từ năm 2009 thì mình lập cái vườn ươm nhân dân bên trên, nên dĩ nhiên mình kinh doanh trước đó lên bờ có, xuống ruộng có, té nhào có, rồi đứng dậy có. À, và từ một người cà lâm, một người nói lắp, thì năm 2009 mình lập cái vườn ươm doanh nhân B-Training, là nơi chỉ đào tạo và chia sẻ những bí quyết, những cách giúp cho các bạn làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp. À, mình không có đào tạo những cái khóa học khác, những cái đó, những cái học chuyên về đào tạo và làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp. À, B-Training là cái chữ này, cái này mình để ngược đúng không, ngược nên là vào màn hình nó thấy ngược. B-Training, vườn ươm doanh nhân. Cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp và cái cách đi lên từ tay trắng, bởi vì nó đi lên từ chính cái cuộc đời của mình. À, và cứ thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp là chia sẻ khởi nghiệp miễn phí, nên mình mong muốn các bạn ở gần đây và ở xa dành thời gian về cái lớp tối thứ năm hàng tuần mình chia sẻ miễn phí. Thứ bảy chủ nhật khoảng nửa tháng một lần thì mình có lớp làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên từ tay trắng. Và cái lớp đó mình chia sẻ từng bước đi để các bạn ra khởi nghiệp nó như thế nào. Và mình cũng là tác giả của 3 cái quyển sách đây. Cái quyển thứ nhất là quyển Bì Dân Đầu Quay, cái quyển bằng tiếng Anh, ở đây là bán trên trang Amazon. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút, cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Đây là mình chia sẻ bằng cái cách làm sao để chúng ta đi lên từ 0 đồng nó như thế nào. Và cái quyển sách thứ ba là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ cái cách chúng ta ra làm kinh doanh, những cái technique, những cái kỹ thuật trong kinh doanh nó là như thế nào, và trong cuộc sống. Và bây giờ mình có một cái offer cho bạn. Bạn nào mà ở trên khắp mọi miền đất nước mà bạn sở hữu hai cái quyển sách tiếng Việt này, bạn muốn sở hữu hai quyển sách tiếng Việt này, thì bạn inbox cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được giao đến nhà bạn ở khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách thì 210.000 thôi. Hai quyển sách 210.000 nó đúng với giá bìa thôi. Mình lấy lại cái công sức viết bài, cái công sức design thiết kế, công sức in ấn thôi. Và free ship cho các bạn đến khắp mọi miền đất nước này.
phí ship cho bạn đến khắp mọi miền đất nước này. Và cái phí ship về nhà các bạn cũng mất hết 50.000 đó chứ không biết đâu các bạn. Và cái cách mà các bạn mua thì rất là dễ, các bạn chỉ cần inbox cái số điện thoại cho mình thôi. Và sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và lúc đó cái người giao sách nó sẽ thu sách luôn. Nó rất là đơn giản. Và bạn nào mà đã có hai quyển sách rồi thì các bạn comment xuống cho mình, comment lên Facebook đó. Các em nó sẽ thấy thì nó sẽ add các bạn vào trong một cái group. Chỉ những người mà có sách thì mới được vào trong cái group này. Thì trong cái group này mình sẽ chia sẻ bạn những cái livestream về kinh doanh, những bài viết kinh doanh mà mình sẽ support, và quan trọng là các bạn được kết nối toàn là những người kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Trong cái group này hiện tại cũng đạt được hơn 500 người rồi, rất là tuyệt vời, sắp tới nó lên sẽ 1.000 người, 2.000 người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình đã chia sẻ, mình đã dành vài phút quảng cáo xong rồi. Bây giờ các bạn có sẵn sàng vào tiếp cái phần 2 chưa? Và nếu các bạn vào tiếp cái phần 2 rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục tiếp. Các bạn sẵn sàng chưa? Thì ghi sẵn sàng. Và các bạn có cái cây viết chưa? Mình sẽ ghi các bạn 5 cái câu hỏi. 5 cái câu hỏi rất là quan trọng này. Nó sẽ giúp cho bạn. Nó sẽ giúp cho bạn phát triển. Ok chưa? Người ta thì thường họ không có nhận ra. Cái cuộc sống nó rất là quan trọng cho tới khi mà họ sắp chết, đúng không các bạn? Mọi người thì thường họ không có nhận ra cái cuộc sống là nó quan trọng, cuộc sống nó đáng quý cho tới khi chúng ta sắp chết. Khi chúng ta sắp chết rồi chúng ta mới thấy rằng là nó quan trọng, thì lúc đó là muộn rồi. Đó là cái vấn đề ở đây, là chúng ta phải nhận ra cái cuộc sống rất là quan trọng khi chúng ta còn đang sống bạn. Cái này là mình luôn á. Và bạn phải nhận ra cái cuộc sống nó vô cùng ý nghĩa, nó vô cùng tuyệt vời ngay từ bây giờ các bạn. Ngay từ bây giờ. Mình mong muốn là tất cả những người đang xem cái livestream này đều nhận ra cái cuộc sống nó vô cùng ý nghĩa và quan trọng. Nó vô cùng ý nghĩa cho tới khi nó quá trễ. Và bạn hãy viết nó 5 cái câu ra giấy, và bạn hãy trả lời nó ngay từ bây giờ. Và bạn hình dung đi, hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, và bạn nhận được 5 câu hỏi này thì bạn trả lời nó như thế nào? Thứ nhất, tôi sống trên đời này mà tôi có dám ước mơ thật nhiều không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ nhất. Mình rất là vui hồi kia là mình rất là ước mơ. Các bạn nào đọc quyển sách Vượt Biển Lớn của mình, các bạn thấy không ạ? Mình nằm giữa trời đất buổi tối và mình ước mơ. Vậy thì một cái câu hỏi mà mình muốn hỏi với các bạn là, chúng ta sống trên đời này chúng ta có dám ước mơ nhiều không? Những người mà không dám ước mơ nhiều thì họ sẽ không có cái gì trên đời này đâu các bạn ạ. Các bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ đi. Chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, hãy chia sẻ đi các bạn. Bên kênh YouTube á, thì bạn nào biết thì các bạn bấm vào nút subscribe đi. Subscriber á, hoặc là cái nút đăng ký các bạn, để theo dõi mình liên tục mình phát cái chương trình livestream cho các bạn. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là bạn xem rằng trong thời gian qua, hành trình thời gian qua, 20 năm qua, 50 năm qua, hoặc là như mình này 40 năm qua, chúng ta đã sống một cái cuộc đời nó trọn vẹn ý nghĩa là con người chưa? Chúng ta đã sống một cuộc đời nó trọn vẹn chưa? Sống một cái cuộc sống nó trọn vẹn chưa? Chúng ta đã sống chưa? Sống trọn vẹn chưa? Các bạn có cảm nhận ra điều này không ạ? Chúng ta đã sống một cách trọn vẹn chưa? Bạn cảm nhận đi ạ. Chúng ta đã sống một cách rất là trọn vẹn chưa? Tiếp tục, cái câu hỏi thứ ba, bạn đã học cách tha thứ chưa? Học cách buông bỏ chưa? Hay là bạn cứ ghim gút hơn thua nhiều quá? Bạn có sẵn sàng tha thứ cho người khác chưa? Bạn sẽ sẵn sàng buông bỏ đi để mình đỡ nhẹ lòng không? Mình đỡ phiền lòng không? Bạn đã làm được điều như vậy nhiều chưa? Hay là cho tới giờ này chúng ta còn ghim gút quá, chúng ta còn hận thù nhiều quá, chúng ta còn hơn thua nhiều quá? Ok chưa? Rồi tiếp tục. Bạn đã học được bài học yêu thương chưa? Bài học yêu thương thứ nhất, bạn đã biết yêu thương chính mình chưa? Nếu mà bạn nói rằng bạn yêu thương người khác mà bạn không yêu thương chính mình, điều đó nó là giả dối. Bởi vì bạn không cho người khác cái mà bạn không có. Cái mà bạn không có. Bạn không yêu mình thì bạn lấy cái gì để bạn đi yêu người khác? Bạn đã biết yêu thương chính mình chưa? Bạn đã biết yêu thương cái con người của mình chưa? Rồi sau khi bạn yêu thương con người mình thì bạn có đủ yêu những người xung quanh mình chưa? Ba mẹ mình chưa? Anh chị em của mình chưa? Vợ và chồng con của mình chưa?
và những người mối quan hệ của bạn, bạn bè của mình chưa, những người khách hàng của mình chưa, bạn đã đủ yêu chưa, đủ yêu chưa là cái câu thứ tư. Cái câu thứ năm, tôi đã đối xử với cuộc sống của tôi, với cái trái đất này nơi tôi sinh ra, đối với đất nước này, và tôi đã làm cho nó tốt đẹp hơn chưa, hay tôi làm cho nó thậm tệ hơn, tôi đối xử với nó tệ hơn, tôi làm cho nó không những không tốt đẹp hơn mà nó tàn phá hơn. Tôi đã đối xử tốt với cái trái đất này chưa, tôi đã đối xử tốt với những nơi tôi đang ở chưa, và tôi đã làm cho nó tốt đẹp hơn chưa, tôi làm cho nó giá trị hơn chưa, hay tôi làm cho nó tàn phá hơn, tôi làm cho nó mất giá trị hơn. Trong khi tôi sinh ra thì nó rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp, nhưng mà tôi sống một thời gian thì nó rất là xấu xí ra, nó tàn phai ra. Vậy thì ta đã làm được những điều đó chưa? Năm cái câu hỏi vừa rồi nó sẽ giúp cho bạn suy nghĩ rất là nhiều, và bạn ghi ra, và bạn ghi ra, và mình hy vọng rằng, mình tin rằng bạn trả lời một cách rất là sâu sắc, rất là chân thật. Bởi vì cái câu hỏi này nó cho chính bạn chứ nó không cho ai hết các bạn. Nó cho chính bạn thôi, nó giúp chính con người của bạn thôi, chứ nó không có giúp ai hết, nó giúp con người bạn. Và bạn trả lời nó một cách rất là đam mê và rất là vui vẻ. Và mình tin rằng sau khi bạn trả lời năm cái câu hỏi này xong thì bạn có một cái sức sống mãnh liệt trong cái con người của bạn. Bạn sống một cách rất là ý nghĩa hơn, bạn sẽ thông suốt hơn, bạn sẽ thấy cái con đường đi của mình rõ ràng hơn, bạn sẽ thấy được cái đích đến cuối cuộc đời của mình nó là ở đâu hơn, bạn sẽ thấy hơn. Ok chưa? Bạn sẽ thấy được cái đích đến hơn, bạn thấy được nó xa hơn. Và các bạn biết chúng ta chỉ làm được khi chúng ta tới đích. Các bạn hình dung ra điều này là cho chúng ta thấy đó. Chúng ta không thể đi đến đích khi chúng ta không hề thấy đích. Và năm cái câu hỏi này nó giúp cho bạn thấy được cái đích của mình. Và tự nhiên cái con đường đi về đích, cái hành trình về đích trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ đi nó rất là dễ dàng hơn. Và tại sao vậy? Bởi vì mà nói chúng ta không dư thời gian đâu các bạn chúng ta không dư thời gian sống trên đời này. Thời gian trên đời này rất là ít, rất là quý. Ai nói có nhiều thời gian thì người đó họ vẫn chưa nhận thức ra được cái cuộc sống này. Cái thời gian nó rất là quý các bạn nó rất là hiếm, nó rất là ít, nó vô cùng ngắn ngủi luôn các bạn bạn nên nhớ vậy. Chúng ta có quá ít thời gian, 80 năm nó qua bây giờ đó, 70 năm nó qua bây giờ các bạn các bạn thấy lay quay nó chuẩn bị Tết rồi các bạn thấy không? Nó quá ngắn đi. Vậy thì bạn đừng cứ để cái cuộc sống chúng ta nó vô nghĩa. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành cát bụi ngay bây giờ đó, sẽ trở thành cát bụi. Mình nhớ nhất trong cái mình là người Thiên Chúa giáo, mình đi lễ cái nhà thờ, thì trong lễ nhà thờ ông linh cha lên một cái ngày lễ tro, thì ông cứ cầm một ít cho tro này để lên đầu á, hãy trở về cát bụi, hãy trở về cát bụi, hãy nhớ con là cát bụi, con trở về cát bụi, ok mà. Thì cái câu hỏi đó nó đánh động vào cái suy nghĩ của mình các bạn. Một ngày nào đó là mình trở về cát bụi và chả đi trên thời gian này mang theo những gì mình làm được mình có hết. Chúng ta trở về cát bụi, chúng ta không mang theo được cái gì hết, chúng ta chỉ làm để chúng ta để lại cho đời thôi các bạn Một điều chắc chắn là chúng ta không có mang đi được một cái gì hết, và chúng ta chỉ làm tất cả mọi thứ để cuối cùng chúng ta làm gì chúng ta để lại cho đời này. Vậy thì bạn hình dung đi, cuối cuộc đời của bạn, nếu ngày mai là cái ngày cuối cuộc đời, nếu bây giờ là ngày cuối cuộc đời thì bạn để gì lại cho đời này bạn để gì lại cho đời này? Cái đó là cái rất là quan trọng các bạn bạn để lại, và bạn biết chính xác bạn để lại cho đời cuộc đời này là cái gì. Bạn biết chính xác rằng là bạn nhất quyết bạn phải để lại cho cuộc đời này là cái gì, thì tự nhiên cái cuộc sống bạn sẽ sống một cách rất là khác, bạn sẽ hành động vô cùng khác, và lúc đó bạn phát huy tiềm năng của con người mình nó vô cùng mạnh mẽ, nó vô cùng mạnh mẽ ngay từ bây giờ. Và mình nhắc lại cái câu hồi nãy mình nói các bạn ngay từ đầu, cái cách trồng cây tốt thứ nhất là trồng cây trước đây 20 năm, và cách trồng cây tốt nhì đó là trồng cây ngay bây giờ. Và hồi nãy mình đã giải thích ra
tại sao nó là tốt nhất và tại sao nó là tốt nhì rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình chia sẻ về cuộc đời tối hôm nay. Tối mai mình có lớp, nếu mà mình về sớm thì mình cũng lại tiếp tục chia sẻ, mình live stream. Tối mốt mình cũng có lớp, tối thứ sáu mình có lớp, thứ bảy chủ nhật thì mình có lớp hết rồi. Nên là mình sẽ như thế nào mình sẽ cố gắng tối mai tối mốt gì đó mình về sớm là mình sẽ live stream cho các bạn liền. Bạn nào chưa mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống và các bạn mua sách, sách sẽ được giao đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào muốn học thì các bạn comment số điện thoại xuống để các bạn học. Chúc bạn buổi tối thứ ba ngủ ngon, và chúc bạn có một buổi tối rất là ý nghĩa. Bye bye các bạn cả hai bên kênh YouTube và kênh Facebook. Bye bye các bạn rất là nhiều. Nhớ theo dõi những chương trình tiếp theo nhé. Bye bye các bạn.